Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây các bạn ơi. Ok, hôm nay anh em thấy trên mặt mình có gì lạ lạ không anh em? Dạo này anh em thấy mình có bị đẹp trai đâu không nhờ? Anh em ơi, anh em hãy đu tim, dạo này anh em có thấy mình đẹp trai đâu mọi người? Không nha. Ok, tôi chơi. Đâu sao không ai thấy tôi đẹp trai vậy? Trong khi là mấy bạn nhìn trên mặt mình đi, mấy bạn thấy mặt mình có gì đặc biệt không? Cười lên nè, đó, thấy gì đặc biệt không? Thấy răng của mình đúng không? Trời, mình mới đi làm răng mọi người ạ. Phải công nhận một điều là sau khi làm răng xong nhìn mặt mình đẹp trai ra hẳn mọi người ạ. Ok, khoe nữa. Tôi khoe xíu thôi, tôi mới làm răng, tôi khoe xíu mọi người, kỳ quá, ai có đồ mới chẳng khoe đúng không? Trời kỳ cục. Ok, thì hôm nay nè bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một video mini game của Minecraft mà có sự xuất hiện của tất cả thành viên của Hero Team luôn, trong đó có những người đã lặn rất là lâu, chẳng hạn như là Mr. Dịch nè bạn đó. Lâu lắm rồi Dịch mới quay trở lại Minecraft nha mọi người nha. Và nếu như bạn muốn những tập sau mình sẽ mời full team vào trong đây để quay cùng với mình nữa, thì anh em hãy nhớ lại bình luận xuống bên dưới cho mình biết, thì mình sẽ mời tất cả thành viên của Hero Team vào để chơi chung mình luôn nha. À quên, nhớ nhấn like nữa nha mọi người. Like cái video này bao nhiêu ta? 20.000 like nha bạn. Ok. Rồi, thì không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu đến với gọi là thể lệ của cái trò mini game này nha. Vô. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi mini game sóng thần lava Squid Game. Khi bắt đầu trò chơi, Hero Team sẽ được dịch chuyển vào trong một con map và sẽ có sóng thần lava từ trên đầu rơi xuống. Trong mỗi con map này sẽ có rất nhiều nút bấm và nhiệm vụ của Hero Team là phải giải mã và tìm đúng cái nút để thoát ra khỏi căn phòng lava này. Nếu như chọn sai nút thì sẽ có một nhân vật Squid Game xuất hiện và tiêu diệt mọi người. Liệu rằng Hero Team có vượt qua được sóng thần lava Squid Game hay không thì bạn hãy nhớ xem hết video để cùng đón thử kết quả nha. Let's go, bắt đầu thôi nào. Rồi ok, mấy bạn đã hiểu được thể lệ của trò chơi chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến màn 1 nha mọi người nha. Thì ở đây nữa bạn thấy là đây, sóng thần Squid Game. Ôi trời, nghe hay hấp dẫn rồi đó. Ok, vô map đầu tiên nè. Rồi, thì sau khi bấm xong cái nút thì chúng ta sẽ được dịch chuyển đến một cái căn phòng như thế này nè bạn. Đây, một căn phòng như thế này. Thì ở ngoài đấy bạn nhìn nè, ồ, có rất là nhiều cái nút luôn. Thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ phải đi kiếm cái nút để thoát ra khỏi căn phòng này nha mọi người nha. Ok, rồi, có nút bắt đầu nè. Tiếp. Đi tìm cái nút. Trời ơi, bấm lung tung. Mọi người bấm nhiều quá, mấy con Squid Game xuất hiện nè. Trời ơi, chạy. Nhưng mà mọi người bấm từ từ thôi, chưa gì mấy ông bấm một nùi Squid Game xuất hiện luôn. Khó thật sự. Bấm sai là xuất hiện Squid Game hả? Đúng rồi. Và nhớ đánh nó nha mọi người, đừng có để cho đông quá nha, không bùng mình sẽ bị chết. Trời ơi. Gì anh? Anh chỉ này nè. Em thấy cái gì trên kia không? Rồi anh em đem dở đi. Được. Ôi, sao có lava thế nào? Quên, đi tìm. Mọi người ơi, lava chạy xuống hay kèo, mọi người nhớ chạy đi mọi người ơi. Kiếm cái nút nhanh lên. Mà nhiều cái nút quá sao kiếm? Em cũng không biết đâu, kiếm đại đi. Trời ơi, có cái mẹo nào để có thể tìm nhanh hơn mọi người? Ủa, có gì Sam? Có chị ơi, cái mẹo ở đây là không có mẹo gì cả. Mọi người im lặng, Sam mới vừa kiếm được quyển sách gì nè. Đâu, Sam đọc coi. Cung tên ở trong rương, truy tìm nút số 15. Cung tên trong rương. Đưa cho đây. Kiếm rương, nhanh lên. Đi kiếm. Ê, anh tìm được cái cung tên hả? Đâu, cung tên đâu? Ủa, có cho anh. Ok. Đây, số 15 nè. Bây giờ phải tìm số 15, tìm số 15. Đây nè, tôi thấy rồi nè. Bên nào? Nhưng mà ở đây nó không có cái nút. Trong đây có mấy cái nút nè. Trong đây có mấy cái nút con số nè. Đâu? Bên này. Từ qua bên vô chúng ta. Đâu cái số nào? Ở đây nè, có cái nút nè. 15 không mà, cho nên 15 mà. Ok. Trên này. Trên đâu? Ui, sai rồi. 15 không mà, tìm nút số bao nhiêu, từ từ, tìm nút số bao nhiêu. Nút số 15, từ từ, mọi người bình tĩnh, cho Dịch bắn. Bắn đi Dịch, lava chạy xuống Dịch ơi. Nhiều số 15 có bắn 3 cái nút rồi này, đâu có được. Đâu. Thì là cái nút này sai đó, sao nhiều số 15 vậy? 25 hay 15? Đừng có đảo mặt cái nào. Bên đây,
Nút nào? Chỗ nào? Ủa sao nút đâu đây? Báo cái gì? Bây giờ nhiều nút này sao bắn rồi? Nhiều nút quá sao bắn hết được? Xong luôn. Em đang xuất khỏi thế giới rồi. Oh no. Anh quên các cô. Sao em còn sống? Ủa vậy kỳ vậy ta? Bây giờ là mọi người có mười mấy cái số 15 lại là mọi người bắt bắn sao nè? Ai bắn rồi? Em hiểu rồi, có nghĩa là những cái số 15 này là sẽ có những số giả, mình phải chọn đúng cái số đúng thì mình bắn thì mình sẽ được dịch chuyển đến cái màn tiếp theo liền. Trời ơi, thiệt luôn á. Ok, không sao. Chúng ta làm lại nào mọi người ơi. Làm lại đi. Trời ơi, dịch ơi. À không chắc dịch được nè, chắc là chạy sao nhiều số 15 vậy? Trời ơi bạn ơi, từ nãy đến giờ mà gọi là không qua được nổi màn 1 luôn. Thật là gọi là đau khổ quá đi. Anh em trong Hero Team ai cũng la hét hết bạn à. Bây giờ tất cả là tại Việt. Tất cả là dịch, đúng rồi. Tại sao mọi người lại đổ thừa cho dịch? Mặc dù cái chuyện đó là do dịch thiệt, nhưng mà mọi người đừng đổ thừa cho dịch cái gì chứ. Đúng rồi. Đúng. Ok, thôi không sao. Mấy bạn ơi, nếu như bạn xem video này mà thấy mọi người la hét nhiều quá, mấy bạn thông cảm nha. Bởi vì cái này là cảm xúc thật của mọi người. Mọi người đang cay á, mọi người đang rất là cay. Mọi người hiểu không? Đấy, ok, rồi bây giờ chúng ta chơi lại màn 1 nè. Lần này là để cho Phong bắn cho. Ok, mọi người vô nè. Rồi, vô. Bắt đầu. Ok, go, get go. Tìm cái cung đi. Cái cung hồi nãy nằm bên nào? Thấy rồi. Em cũng thấy rồi. Rồi bây giờ nha. Hai cái cung rồi hả? Từ. Tức là có nhiều người có thể bắn nha, chứ không phải một thế. Số 15 ở trong nhà là sai nè. Mình thôi mọi người ơi. Bây giờ thế này nha. Số 15 ở trong nhà là sai nè. Bây giờ mọi người đi vòng đi kiếm số 15 khác đi. Ok. Đây bên này có nè. Đúng rồi, ship. Có không? Không. Mà mọi người có chắc chắn là mình phải bắn số 15 vậy? Số 15. Gợi ý mà. Trong ghi tìm số 15, trong nó ghi rõ mà. Có dính chưa rồi? Ghi tìm số 15 không? Khi nào mà số 15 ở trên nóc nhà không? Đúng rồi. Ôi, cũng không phải luôn hả? Phong ơi. Ơi, nè. Khoan, từ dịch. Em thấy có một số 15 đáng nghi lắm, nó nằm trên cây. Bên này. Ok, từ. Vậy? Dịch chuyển được thôi. Hay là bây giờ chúng ta chơi theo kiểu là tính điểm đi ha. Ai còn sống sẽ được 1 điểm, ai thua sẽ bị 0 điểm. Đó, hợp lý, ok. Đúng rồi. Vấn đề là mình biết chơi mà. Không, thì bởi vậy mới nói bọn mình biết chỗ mình đừng chỉ. Đừng có chỉ thì chắc chắn mình sẽ thắng. Đó, hiểu không đó. Ok, tiếp theo đúng không? Ok rồi, bấm về sảnh chính đi mọi người. Ok, về sảnh chính nào. Ok các bạn ơi, Hero Team bọn mình đã rất là gọi là tài giỏi khi mà đã hoàn thành qua được cái map 1 trong vòng gần 30 phút mới chơi xong. Ok, hay quá. Ok, rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với map 2 nha. Trời ơi, map 1 chơi còn lâu vậy, map 2 không biết sao đây. Rồi, qua map 2 nè. Map gì đây? Ủa, tôi nhìn cái map 2 nhìn thấy nó rộng nha mọi người. Ơi, map 2 có bộ khó nha. Ê, nó rộng hơn cái map 1 đó, tại nó có tầng 2 nữa nè, cái nhà nó có tầng 2 rồi đúng không? Ê, mọi người. Em thấy có một cái quyển sách trên nóc nhà. Một tí nữa bọn mình cũng tìm đường lên trên nóc nhà luôn. Phong ơi, biết gì không Phong? Sao anh? Anh sợ nó gợi ý lại với hôm nãy á, kiểu bắn vô cái mũi tên có cái nút cái số 15, cái nguyên map toàn số 15. Không có đâu, em nghĩ cái này là khác rồi đó. Ok, mình bắt đầu nè. Vô. Rồi. Tìm đường cái nóc nhà đâu mọi người. Tìm cái nút đi. Rồi xong luôn. Đó, cái đường nào để lên nóc nhà. Hồi nãy có cái nút trên nóc nhà, trên có cái quyển sách trên nóc nhà mọi người. Ôi giời, tao mới tìm được đường lên nóc nhà luôn này, ngầu quá. Chứ bao giờ một bạn chỉ dình để đi tìm nóc nhà đấy. Thấy đi cho nóc nhà nó có gợi ý anh. À đây, thấy rồi. Đây, em lượm được rồi nè. Ôi, đây, đem nhà ơi, cho nóc nhà có gợi ý mà giờ không đi tìm con. Nè, gợi ý nè. Gạt đúng cần gạt để giải cứu gì? Giải thoát chú chồn. Ủa? Chú trộm. Ủa trộm cần mà. Gạt á hả? Không, trộm là cái đó anh, trộm là cái đó anh. Gì anh trai? Gì bà? Gì trộm đi?
gì vậy vậy? Từ từ, mọi người đi kiếm cái con trồn đi, nhanh lên, đi kiếm con trồn đi. Con trồn nó đâu vậy trời ơi? Ở con nhím nào? Lava đang đổ xuống kìa mọi người ơi. Lava chạy đâu kìa mấy bạn ơi? Lava đây rồi, Lava đổ xuống kìa, đi kiếm đi. Trời nó gấp lại đây. Ơi mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người đừng có bấm nút lung tung nha, Squid Game xuất hiện nó đánh một mình đó mọi người. Con trồn trong này hả? Phải không? Đâu bạn anh? Hay con gấu ta? Không anh, cái này là cái đầu anh ơi, chứ con trồn là nó phải có nguyên thân chứ nữa. Kiếm đường. Ủa, à, đi kiếm đường đi. Gì đây? Siro gợi ý cho mọi người kiếm đường, đường đâu thì đâu không nói. Ủa anh biết hả? Ở trên tầng 2 nè mấy mẹ. Có đường này, đem xuống nhanh đi ông ơi. Đấy, kìa một người sao nhẹ quá. Nhẹ quá. Đem xuống nhanh đi, là bà đến kìa. Yes. Thôi đi em. Ủa gì vậy? Ủa, có cái đúng, có cái đúng. Ủa, mọi người, sao đi thẳng rồi? Mọi người ơi, em thắng rồi. Chỉ còn mọi người thôi. Mọi người ơi. Ủa? Ơi mọi người im lặng mọi người im lặng để cho Mimi thua luôn, mọi người im lặng. Cái đó là cái tội mà mọi người đang tìm quốc với nhau mà me đi một mình đó mọi người. Đó này thì cho đi một mình đi là mình đi một nạ Spider-Man, mình sẽ xuống giải cứu bạn. Tiếp đi me me, trời ơi mọi người đang nói chuyện quá trời, me không giao tiếp me. Ai giỏi à, buồn quá là ba xuống rồi. Giỏi hả, chạy me luôn chứ giỏi làm gì. Mẹ mẹ, mẹ mẹ, thôi xong rồi, xong rồi. Mẹ quay nghe tiếng mẹ mẹ. Ai đặt cái đinh đây? Tôi nghe được tiếng mẹ mẹ đang xèo xèo thịt nướng. Mẹ mẹ. Ok thôi. Hôm nay trở về rồi. Ok bạn ơi, màn 2 coi bộ bọn mình thông minh hơn, bọn mình đã giải quyết nó nhanh hơn rồi. Ok bây giờ chúng ta đến với màn tiếp theo nha. Ôi trời ơi, cái trò này gọi là đau tim thật sự luôn, mọi người tìm đóng nút luôn, trời ơi trời, khổ thật sự. Tiếp nè, map 3 nè. Map 3 tiếp nè. Rồi để xem map 3 gì đây. Trời ơi, khu rừng khó ơi, bị khó kiếm nha. Tôi thấy cái chữ gân nè mọi người. Trời ơi, cửa hàng này bắn súng nè. Nhưng mà khoan mọi người ơi, bây giờ chúng ta tranh thủ lúc mà lava chưa đổ xuống, là chúng ta nhìn xung quanh trước đi, coi nó có cái gợi ý gì không. Cũng sợ không, cũng sợ. Ai bây giờ là anh nhìn xung quanh là anh thấy được là mấy trái tinh ti nè. Chưa thấy gợi ý, chưa thấy. Qua lại thấy có mấy cây nè. Vậy giờ mình làm gì ta? Ủa giờ mình làm gì ta? Ôi chết rồi, đi kiếm rồi chứ có gì nữa. Khó nha. Cứ xuống thôi Phong ơi, cứ xuống thôi. Đi tìm nhanh mọi người ơi. Em kiếm được gợi ý rồi, Từ. Nút bấm ở gần TNT, gợi ý là nút bấm ở gần TNT. Quá trời TNT luôn mọi người. Đi kiếm TNT. Cái nút ở gần đây. TNT. Ủa chỗ này có đến tận 3 cái nút luôn. Trời ơi nút nào? Trời mà ơi, nó cũng nguyên luôn cửa hàng TNT nè. Ê mọi người, bây giờ mọi người tôi chợt nhận ra là TNT, nhiều cái TNT có nút ở gần lắm. Đây nè, nguyên một cái cửa hàng TNT nè. Sao tôi nghe tiếng TNT nổ vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ê, cẩn thận là có cặp mưa TNT nha. Lava đổ. Lava kìa, oh my god. Mình có cái cục TNT bấm vô là nó nổ nha mọi người. Vậy là dịch đã gọi là đưa mình ra để test cho chúng ta rồi, chứ thôi biết không dịch. Mọi người ơi, bây giờ mọi người tập trung, mọi người đi kiếm cái TNT. Đang kiếm này, chứ đâu có đứng một chỗ đâu. Ủa gì nè? Là bà đổ xuống rồi kìa. Xin minh thiệt các cô. Trời ơi, đừng bỏ cuộc mọi người ơi. Tôi hy vọng là tôi sẽ kiếm được. Từ cố lên. Trong cái cửa hàng TNT là không có rồi nè. Khoan nha, những quả TNT để bên ngoài này á, nhiều khi nó không phải đâu có những quả TNT nó giấu á mọi người. Nhiều khi là mấy quả TNT giấu á. Đây tôi thấy một quả giấu này. Còn giấu đó hả? Đúng rồi. Đang chui vô tít tận góc rồi nè. Bom! Nói!
Anh em mình thoát, rồi. Ôi ghê em nói. Ủa. Báo sao nó mở cái cửa, báo sao nó mở cái cửa. À, nó mở cái cửa, mọi người đi qua luôn. Trời ơi, có rồi đó. Trời ơi, nhưng mà không sao, chúng ta là hai người tới đầu tiên luôn ơi. Đúng vậy, chúng ta là hai người bò rồn. Trời ơi. Mọi người vừa chơi gì vậy? Em vừa chơi tìm nút anh chứ chơi gì. Trời ơi, ông hỏi vậy. Ủa, thế mình tìm được cái nút chưa? Ok mọi người ơi, thì bọn mình đã vừa có được tiếp màn 3 này nè. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với màn tiếp theo là màn cuối cùng nha bạn. Hả sao đâu? Ông ơi, ông dịch ông vẫn chưa hiểu giải hết đâu. Mình nhìn mặt ông đơn rồi. Hả sao? Ông vẫn chưa hiểu tại sao thắt kìa. Em giải thích cho anh nghe nè. Chưa hiểu cái trò này á là mình chơi á nó giống như là kiểu 24 giờ ở Việt Nam là bằng 60 giây ở châu Phi và 60 giây ở châu Phi là à này thì mày tham tham phải sao? Ok. Này thì tào lao nè, ok rồi, rồi. Chúng ta đi bàn tiếp theo nha mọi người, let's go. Yeah. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với màn số 4 nha mọi người nha, màn cuối cùng nha bạn. Bây giờ tôi có một cái quy định như thế này nha. Màn cuối cùng, ai là người ở lại cuối cùng thì phải hát cho mọi người nghe một bài, được không? Ok luôn, bây giờ Tình Nguyễn ở lại cuối cùng. Yeah. Rồi vô vô bây giờ vô. Tình Nguyễn ở lại cuối cùng nha mọi người. Cảm ơn mẹ Simi nha, mẹ Simi rap cho mọi người nghe nè. Ôi, mắt khổ dân. Khổ dân nè. Ê Phong ơi, lại nè, lại nói nghe nè. Theo như suy luận của anh á, là mấy cái chỗ mà nó có tấm bảng nó ghi là chân lửa chạy vào giữa là nó có thể là nó có một cái manh mối đâu đó. Bây giờ mình đi, mình chỉ bật lửa đi. Ừ, ok ok. Ủa mà khoan, anh kêu em lại xong anh nói vậy mọi người nghe hết trơn rồi. Ừ. Đúng rồi anh, sao anh thua rồi á. Ok. Thôi vậy vậy nha. Bắt đầu quá. Đi kiếm bật lửa, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, vậy á. Mình không thể nào thua được, mình không thể nào mà hát cho mọi người nghe được. Mày đọc lửa ở chân giữa là sao? Không hiểu. Đúng rồi, chân lửa, chân lửa vào giữa. Lửa vào chân giữa. Ê đúng nha mọi người ơi, sách hướng dẫn bảo là đi tìm bật lửa nha, đúng rồi. Wow. Oh my god. Anh em mình thông minh quá không ơi. Thông minh quá, tìm bật lửa mọi người ơi. Ê khoan từ, tính ra nó đang đợi cái bảng là hãy chăm lửa thì tất nhiên phải kiếm bật lửa rồi, nó cần gì hướng dẫn ta. Vấn đề là của nó. Gợi ý tìm bật lửa đốt lửa chạy. Ý không là nó sẽ tự mình đốt cái lửa chạy, đốt cái chạy mọi người thay vì đốt cái lửa. Nó phải gợi ý chứ nó không gợi ý mình đốt nhà sao. Đúng rồi. Hay. Có gì đây? Ý từ hay này là gì? Ủa. Này là gì? À tấm bảng không có gì chơi. Sao đi la 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 đi la 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 bật lửa hiện lên nè. Bật lửa đâu? Cái gì vậy? Bật lửa ở đâu vậy? Trời ơi. Lên 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 đi lên lên bật lửa ở đâu? Ê, cái này có gặp Slenderman đâu. Trời ơi. Bây giờ mà kiếm được bật lửa, các anh em bọn mình sẽ gọi là lít vô các anh em bọn mình đi qua nó càng sớm càng tốt nha luôn, để cho người cuối cùng ở lại cái gì đây. Ok. Có khi nào trong vậy? Có khi nào trong mấy quả bí ngô này không ta? Đập trong này không ta? Còn trăm mấy cái đi mọi người ơi. Bật lửa cho mi. Ta đã có bật lửa. Đưa đây. Ok, từ. Bây giờ á, mui bật lửa lên hết đi. Cái gì đây? Ôi, mọi mui đặt nút bấm vào đây làm sao mà trong? Thì đập ra, đập. Ủa gì vậy? Ủa? Ê, xin lên kia chơi kìa. Ủa gì vậy? Vũ đạo đoàn múa xin quý vị khán giả cho một tràng pháo tay. Yeah.
Cảm ơn tất cả mọi người. Trước khi bắt đầu bài hát thì tôi xin nói một điều rằng tôi là người tìm ra cái bật lửa, nhưng anh em cho tôi thua cuộc luôn. Anh em rất là thương hại. Lên rap đi xin. Thôi bỏ ngay. Hello xin chào các bạn. Hôm nay mình hát tạo một bài dành cho tất cả các bạn. Các bạn nghe mình hát bài gì nào? Hero đại chiến. Hero đại chiến. Hero. Đúng rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ hát các bạn nghe nha. 3. Ok, 3 2 1 nhá. Gì vậy? Gì vậy? Chết. Cái gì đâu? Ủa? Vậy là ai? Tôi biết ai làm điều đó. Chắc chắn là Cai Gòn. Không, tôi đây là một siêu anh hùng, không nên làm như vậy. Im đi, im đi. Và chỉ có một, đó chính là thôi không thấy em nữa. Thôi mọi người nghiêm túc nè. Ngon nè, vô rồi, dài quá rồi. Bây giờ mấy bạn muốn mình hát đoạn nào nè? Hát cái đoạn của bạn trong Hero Đại Chiến á. Trong Hero Đại Chiến em có một đoạn chứ mấy. Hero Đại Chiến. Vô ngồi mấy bạn ơi, vô ngồi mọi người, vô ngồi. Ngồi. Em bây giờ mình sẽ hát bài Hero Đại Chiến nha. 1, 2, 3 xin tự giới thiệu cho chị là Simi. Dễ thương bán là phong cách của chị. Bên cái kẻ tù muốn hào thì nhớ chuyện bài với ông sớm của anh Cai lên ý. Trong cuộc chơi tự chiến lần này không được phép đeo chuyện tình cảm vào đây. Quanh chu chi hồi chém vào đây để cùng xem trên nó chỉ khi là ra tay vô. Thật sự luôn là ca môi chân thành cảm ơn xin rất là nhiều. Thank đúng là một người chị em tốt, có những người ngồi ở dưới thì cái gì vậy đó. Trời ơi là trời, chơi vậy không được rồi. Ok bạn ơi, mình nghĩ rằng video này cũng đã rất là dài rồi và Simi cũng đã hát thay cho ca môi bởi vì ca môi thì cô chích mọi người ạ. Cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Hello team, hello team.